Trời ơi, con nhỏ con chị, nó lại gây rối ở trường. Nó đánh bạn nó, cái xong thôi dở thôi, chị phải lên trường xem nó coi nó như thế nào nè. Rồi, giờ sao? Đi đi. Có chuyện cho các cô làm đây. Dạ. Cô tính đi đâu con giỏi? Sếp ơi, sếp nói là con có chuyện, dạ, sếp cứ nói. Hai cô làm rap in cho tôi nha, không được chép mặt. Ok? Dạ sếp. Không được chép mặt. Dạ 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 dạ. Ok. Dạ. Trời ơi, giỡn sao? Mà chị bắt buộc phải đi. Thôi trời, chị bất chấp đi, bất chấp đi, chị cứ đi đi. Mọi chuyện ở đây để em lo cho. Em lo. Ok. Sếp bị sao vậy? Em bỏ thuốc ngủ cho sếp. Sếp chỉ ngủ được có một tiếng thôi đó, sắp dậy rồi, biết không? Ôi sếp ơi. Sếp ơi. Sếp bị sao vậy? Chết rồi, sao sếp ngủ nữa rồi? Có khi nào sếp ngủ luôn không? Đưa sếp xuống phòng y tế lên ngủ cái thế này nó. Còn lâu mới ngủ luôn. Động vừa rồi là diễn đó, thấy chưa? Thấy diễn xong chưa? Tác hại của thuốc ngủ thấy ghê không? Sếp ơi, chuyện này không phải là lỗi của mấy Miên đâu. Tất cả là do em, vì giúp em nên Miên mới phải làm vậy. Giải thích lên phường. Chị Khánh, chị không cần phải giải thích nữa đâu. Sếp có bao giờ nghe nhân viên nói cái gì đâu. Nó nghe này nè, hôm nay em bị sa thải rồi, em qua em làm bảo mẫu cho con chị, nhớ trả lương chi với nha. Cô Miên, cô tên Miên mà cô còn bị điên á.